Hello các bạn thân thiết của kênh Minh Phụng Music. Trước khi vào nội dung chính của video kỳ này, mình phải nói với những người đang theo dõi rằng với rất nhiều thương hiệu piano điện đang có mặt trên thị trường hiện nay thì Atesia Performer là thương hiệu có độ phủ sóng phổ biến và có thể lên đến gần nửa số lượng các video mà bọn mình từng sản xuất, vì người mua đã không thực sự quan tâm về giá tiền với dòng Atesia mà chỉ quan tâm đến chức năng, chất lượng âm thanh. Nhưng mình lại bị cuốn hút bởi nét hiện đại khỏe khoắn của dòng đàn này. Nào cũng khám phá em nó trong video giao đến nhà cho bạn sinh viên tại quận 5 cùng mình nhé. Hôm nay team sẽ khởi hành từ showroom Điện Biên Phủ nha. Đường xá khá thông thoáng, vắng người và phương tiện hơn mọi ngày nên rất dễ di chuyển, cũng thuận tiện hơn cho việc chở hàng. Dù đường khá vắng nhưng qua quận 5 vẫn rất nhiều đèn đỏ, chạy tí là phải dừng chờ đèn, và cuối cùng đã đến được nhà khách để bạn xuống dẫn vào thôi. Đàn có thiết kế nhỏ gọn, thuận lợi cho việc mang vác nhờ trọng lượng vừa phải. Phong cách bên trong phòng tối giản với nội thất nhỏ gọn để giúp giảm bớt số lượng đồ đạc cần phải trang trí bên trong nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng đầy đủ những tiện ích cần thiết. Nào cùng mình lắp đàn nhé. Bên trong thùng bao gồm cây đàn, pedal, giá để sách, sách hướng dẫn và nguồn. Quà tặng hấp dẫn bao gồm chân đàn với một giác phone. Khi đang lắp đàn, mình sẽ mô tả thông tin chi tiết về Atesia Performer để mọi người cùng tham khảo nhé. Đàn có 3 mức độ cảm ứng lực nhấn khác nhau được trang bị trên 88 phím, đáp ứng mọi phong cách luyện tập hoặc biểu diễn. Tích hợp 12 mẫu âm thanh 3D chân thực được ghi lại từ 12 loại nhạc cụ acoustic rất đa dạng. Đàn vẫn được trang bị các tính năng phải có trên các dòng piano điện với metronome đếm nhịp, transpo giúp tăng giảm tông và slide chia bàn phím. Bộ xử lý tín hiệu số DSP được trang bị trên Performer để tăng thêm độ chân thực của âm thanh và mức độ điều chỉnh của reverb chorus để tạo thêm âm thanh cho giai điệu. Cổng kết nối trên đàn vô cùng tiện lợi, USB MIDI kết nối Atesia với máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại di động. Cổng tai nghe để chơi không làm phiền mọi người xung quanh. Cổng sustain pedal và giác cắm stereo layout cho phép bạn cắm trực tiếp vào hệ thống loa để tạo âm thanh rõ nét. Ngoài màu đen trong video kỳ này, đàn còn có màu trắng cho người chơi chọn lựa. Dù thương hiệu đàn nào đi chăng nữa thì điều quan trọng nhất tại một showroom uy tín thì phải nói đến chế độ bảo hành. Với dòng Performer sẽ được chúng mình bảo hành 12 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Rồi chờ bạn khách bốc siêu đàn thôi. Mình xin tổng kết lại với các bạn rằng với số tiền bỏ ra chưa đến 6 triệu là mức giá quá ngon so với giá trị mà cây đàn piano này đem lại cho người chơi. Đôi khi bạn có thể lựa chọn những mẫu piano điện giá thành cao nhưng chưa hẳn đã sử dụng hết những tính năng của nó. Vậy nên giá hợp lý cùng tích hợp đầy đủ chức năng cho người chơi trên các dòng Atesia là một lý do đáng để cân nhắc. Cảm ơn anh em đã xem video kỳ này. Hãy like, share, subscribe để tăng thêm động lực cho đội ngũ tụi mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video hay lần sau.